Thưa quý vị, mở đầu buổi chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng đến với lời tâm sự như sau. Vợ chồng chúng tôi cả đời làm việc quần quật trên nương rẫy, không chút nghỉ ngơi. Chớ trêu thay, toàn bộ tài sản đều bị con trai út nó phá. Những chuyện như mua xe, rồi đến tiệm cầm đồ gỡ xe, nhiều đến nỗi tiền chuộc xe còn hơn cả tiền mua xe là rất bình thường. Con tôi nó không có nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng, thấy ai làm gì là nó nổi hứng bắt cha mẹ cho tiền làm. Được dăm ba bữa là nó nghỉ. Nó đi chơi quán bar các kiểu, vung tiền cho gái không tiếc. Tôi bỏ ra mấy trăm triệu mua ô tô cho nó chạy. Được mấy hôm, nó gây tai nạn, tôi lại chạy vạy khắp nơi vay tiền để đền bù. Rồi nó lại bán xe đó đi, thuê xe khác, rồi lại đem xe của người ta đi cầm. Tôi phải bán đất đi để chuộc lại. Những chuyện tương tự như thế lặp đi lặp lại hơn 10 năm nay. Tài sản của tôi còn lại là miếng rẫy, cứ bán dần bán mòn. Bán đất là hạ sách, khi không còn chỗ để vay tiền. Họ hàng người thân không còn ai tin tưởng và cho tôi vay để trả nợ cho đứa con trai báo đời nữa. Lần gần đây nhất là tôi phải chạy vạy khắp nơi để con thoát cảnh tù tội. Tôi biết là không nên, nhưng bỏ mặc con thì tôi không làm được. Năm nay tôi đã gần 70 tuổi, vẫn làm thuê làm mướn từng ngày trên nương rẫy, chưa một phút nghỉ ngơi. Tôi biết một điều nghiệt ngã rằng chỉ khi tôi chết đi mới hết khổ, bởi tôi quá nhu nhược và thương con. Quý vị thân mến, các cụ ta có câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Là bậc cha mẹ muốn dạy con nên người phải nghiêm khắc, tuyệt đối không chiều chuộng vô lý, khiến cho đứa trẻ sinh hư. Trao cho con chiếc cần câu, chứ không trao cho con cá, đó mới là giúp con trưởng thành. Vì vậy khi về già dù giàu có cỡ mấy, cũng tuyệt đối không cho con những thứ sau. Đó là những thứ gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua chia sẻ sau đây nhé. Thứ nhất, trao hết sức lực của mình. Ngày nhận được quyết định về hưu, bà Lan vui mừng không giấu được cảm xúc. Sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả cống hiến cả đời cho cơ quan, giờ đây bà đã được chính thức ăn hưởng tuổi già. Mà bà Lan nào đâu phải là nhân viên quèn gì. Khi rời nhiệm sở, bà là vị phó giám đốc quyền lực nhất nhì cái công ty này. Ngày bà về hưu, đồng nghiệp già trẻ lớn bé trong công ty đều tặng hoa tặng quà chúc mừng tới tấp. Ấy thế mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Được mấy năm nghỉ ngơi thì đứa con dâu sinh liền tù tì một lúc hai đứa cháu. Niềm vui được nhân lên trước bà nội chưa lâu, thì bà phải lãnh một nhiệm vụ vô cùng cao cả. Đó chính là trông nom các cháu. Nhà có tiền, nhưng con không dám thuê người trông trẻ, bởi lo sợ họ sẽ không đối xử tốt với con mình. Vì thế mà bà Lan tình nguyện làm ô xin không công cho con, để các con thành thơi lo sự nghiệp. Các con cũng tâm lý, đã thuê thêm một người giúp việc làm ban ngày để phụ làm việc nhà. Tuy nhiên các vấn đề liên quan đến hai cháu thì bà Lan phải trực tiếp làm, vì sợ người lạ tay không êm. Người già về hưu quen sống chậm, nay lại phải theo guồng quay hối hả của con và cháu. Con trai và con dâu của bà Lan đều làm công ty liên doanh nên đi sớm về trễ thường xuyên. Hàng ngày bà phải dậy sớm lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa nhỏ. Khi con và cháu còn đang say giấc thì bà Lan tranh thủ đi chợ mua đồ ăn thức uống cho cả nhà. Mãi đến 7 giờ sáng cô giúp việc mới đến phụ giúp dọn dẹp. Còn một mình bà Lan xoay hai đứa cháu nhỏ chỉ cách nhau chưa đầy 2 năm. Nào là dỗ cho chúng nó ăn, bày trò cho cháu chơi rồi vệ sinh cá nhân. Trẻ nhỏ thì có ngồi yên một chỗ đâu cho cam, đứa thì leo lên bàn, đứa thì đòi bế, nhặng xị hết cả lên. Chẳng mấy chốc mà hết cả buổi sáng. Buổi chiều các cháu ngủ, bà tranh thủ làm đồ ăn tối cho cháu. Tối đến bà lại tiếp tục tắm rửa cho cháu ăn. Con trai con dâu về, chỉ việc chơi với con, rồi cho chúng đi ngủ. Giao lại cháu cho các con, bà Lan mới có chút thời gian dành cho mình.
Mọi việc kết thúc vào lúc 9 giờ tối hàng ngày. Lúc này bà Lan cũng đã mệt phờ người rồi, không còn sức đâu mà đi chơi thư giãn hay là giao lưu với ai nữa. Đấy cũng là lúc những đứa trẻ khỏe mạnh, còn khi cháu ốm đau thì đúng là cơn ác mộng. Thường thì một đứa bệnh sẽ kéo theo đứa kia cũng bị lây. Nhiều đêm bà Lan phải thức gần như là trắng đêm để phụ trông cháu. Mỗi một đợt ốm của các cháu như thế, bà Lan cũng phải bơ phờ vì suy nhược cơ thể. Có lần, một người đồng nghiệp cũ đến thăm đã hoàn toàn bị sốc khi không còn nhận ra là phó giám đốc Lan quyền lực nhanh nhẹn năm nào. Trước mặt người ấy, giờ là một bà lão già nua với làn da nhăn nheo, tóc bạc nhiều, quần áo thì xộc xệch và vẻ ngoài sơ xác. Bạn bè trước đây của bà cũng chẳng còn liên hệ nữa, bởi bà có thời gian đâu mà tụ tập chia sẻ cùng họ cơ chứ. Thưa quý vị, tuổi già không cái dại nào bằng cái dại đem hết sức lực để phục vụ con cháu. Biết rằng nếu mình không giúp chúng nó sẽ vất vả, nhưng mình vất vả thì ai thương mình? Nhiều người tưởng rằng hỗ trợ các con càng nhiều thì sẽ càng được báo đáp. Thế nhưng những đứa con lại hay coi đó là nhiệm vụ đương nhiên của cha mẹ. Đến khi cha mẹ xuống sức, không thể trông cháu được nữa thì những đứa con lại quay sang đổ lỗi trách cứ rằng lúc này mới cần ông bà, khi tụi nhỏ lớn rồi thì cần chi nữa. Chính vì điều ấy mà đã gây ra những vụ tranh cãi trông cháu hay không trông cháu, dẫn tới sự mâu thuẫn không đáng có và cuối cùng là bi kịch của gia đình. Tuổi già đáng ra được nghỉ ngơi, giờ lại đem hết sức lực lo cho con. Chúng nó chẳng những không biết ơn mà lại còn quay ra trách ngược lại. Vậy khác nào vừa mất sức lại vừa mất luôn thời gian an hưởng tuổi già, mà hạnh phúc gia đình cũng tiêu tan. Điều thứ hai không trao cho con là không giao sổ tiết kiệm cho con. Ông bà Trần gặp nhau khi còn trẻ làm cùng ở hợp tác xã. Cảm mến nhau vì cùng hoàn cảnh, họ đã nên duyên vợ chồng và sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy vậy, bà Trần mắc chứng thai ngoài tử cung, chạy chữa mãi mới có được mụn con trai. Vì vậy ông bà cưng chiều nó hết mực, tất cả đều dồn sức sao cho con ăn sung mặc sướng, học hành tử tế, không phải bận tay làm việc gì. Đến khi con lớn lập nghiệp ở chân thành phố thì ông Trần mắc bệnh nặng qua đời. Mất đi người bạn đời tri âm tri kỷ, bà Trần rơi vào trạng thái cô đơn buồn tủi. Thế là bà quyết định dọn lên thành phố cùng con trai để sống vui vầy, vừa chăm được con, vừa có người trò chuyện. Rồi cũng đến lúc con lập gia đình. Vợ của cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp nên chồng cực kỳ yêu chiều. Cưới nhau được một năm thì cô con dâu sinh được một quý tử. Bà Trần rất vui mừng chăm sóc cả con và cháu hết mực. Bà nghĩ bụng, già rồi, tiền bạc của cải chết con mang đi được đâu, kiểu gì chả để lại cho chúng nó. Thế là bà bán nhà ở quê, gom hết sổ tiết kiệm đưa cho con trai. Cô con dâu được mẹ chồng và chồng cưng chiều, không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì trong nhà nên sinh ra tính ích kỷ ỷ lại. Cô xin nghỉ việc từ khi mang bầu, nay sinh con lấy cớ là chăm con không đi làm được. Kỳ thực cháu một tay bà Trần bồng bế từ tấm bé. Cô con dâu chỉ loanh quanh đi chợ rồi lại đi chăm sóc sắc đẹp, mọi vấn đề về kinh tế gia đình đẩy hết cho chồng lo. Ấy thế mà không biết bằng cách nào, cô ta thủ thỉ với chồng đưa hết tiền tiết kiệm của mẹ cho mình giữ. Bà Trần biết chuyện nhưng không trách cứ các con, bởi vì bà nghĩ già rồi cần nhiều tiền làm gì, có lương hưu đủ sống đến cuối đời rồi. Hơn nữa bà nghĩ bụng, nếu đối xử với con dâu tốt thì sau này cũng sẽ được đền đáp lại. Nhưng dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Ngày nọ, bà Trần ngã bệnh, tiền thuốc thang đi thăm khám chạy chữa tốn gần chục triệu mỗi tháng, nó đã ngốn sạch tiền lương hưu của bà. Lúc này, cô con dâu bỗng dưng trở mặt thấy rõ, đã không chăm nom bà lúc ốm đau, nó lại còn mặt nặng mày nhẹ coi bà như là người ăn bám vậy. Con trai thương mẹ, nhưng cũng không nói được vợ. Bà đòi tiền tiết kiệm
thì con dâu bảo đã tiêu hết khi bà ở viện và trừ vào chi phí sinh hoạt, ăn uống mấy năm nay của bà rồi. Hối hận vì đã bán hết nhà cửa ở quê, lại đưa hết tiền cho con, nên giờ nằm một chỗ, bà Trần đau đớn vô cùng. Bà chỉ còn biết sống nốt quãng đời còn lại trong hối tiếc và mong rằng sớm được đi theo ông cho đỡ khổ cực ưu phiền. Quý vị thân mến, mỗi người chúng ta đều nên có cho mình một khoản tiền tiết kiệm để phòng khi có biến cố đem ra dùng. Khoản này tuyệt đối không được đụng đến. Nếu không khi có chuyện xảy ra thì không biết xoay sở vào đâu. Mà cũng tùy vào tình hình kinh tế của mỗi người mà có nhiều hay ít, nhưng luôn luôn phải có. Vì thế, dù có thương các con đến đâu thì tuyệt đối không nên trao cho chúng khoản dự phòng này. Bởi con người khi cầm trong tay tiền bạc của cải dễ nảy sinh lòng tham. Lúc ấy, dù có máu mủ tình thâm thì cũng như ao nước lã. Đặc biệt là đối với những người không cùng dòng máu như là dâu rể, lại càng phải đề phòng cẩn trọng. Hãy ghi nhớ điều hệ trọng này quý vị nhé. Điều thứ ba không trao cho con đó là đất đai nhà cửa. Ông Bảo Ánh đã ngoài 80 tuổi, nhưng hai ông bà ăn riêng. Bà nấu bà ăn, ông nấu ông ăn. Sống với nhau từng ấy năm rồi mà giờ không thể chung thêm được nữa. Ông sang nhà hàng xóm bảo, tôi mua chai nước mắm ngon hơn của bà ấy, đắt hơn 2.000. Thực ra là người bán thương hại bà không có lương, nên bán cho rẻ hơn. Ông bà vốn dĩ có đất mặt đường rất rộng, 6 đứa con, 3 trai 3 gái. Ông bà chia cho 3 thằng con, mỗi thằng 15 mét đất mặt đường. Đất giờ có giá, mỗi đứa tính ra cũng có cỡ chục tỷ. Còn con gái, ông hứa cho mỗi đứa 5 chỉ vàng. Ông bà còn lại chừng 80 mét vuông đất mà ông bảo là để làm chỗ thờ cúng sau khi ông bà mất. Cái nhà xây đã lâu sập sệ lắm rồi. Người ta bảo bán đi một phần, xây cái nhà hẳn hoi mà ở, nhưng ông không chịu. Có hơn 5 cây vàng cho 3 đứa con trai vay làm 4, nhưng chẳng đứa nào chịu trả. Bà không có lương hưu, lại chẳng làm được gì nên không có tiền tiêu. Ngày ngày bòn nhặt rau trong vườn ăn cho qua bữa. Con ở bên cạnh đứa nào cũng sung túc, ăn uống ngập miệng, nhưng chẳng đứa nào mời mẹ hay mang sang cho bố mẹ chút nào. Bà tủi thân thường hay rơi nước mắt. Con gái đứa nào cũng giàu có, nhưng chẳng đứa nào nom dòm. Chúng bảo các cậu hưởng hết đất đai tài sản thì các cậu phải lo cho bố mẹ. Ông có lương hưu, nhưng cái tính ngồi một chỗ không chịu được. Ông nuôi một đàn chó và hàng trăm con gà. Ngày ngày quanh quẩn chó gà đến mức người lúc nào cũng hôi rình. Ông bảo gắng bòn để mua vàng, hứa cho mỗi đứa con gái 5 chỉ vàng từ lúc chia đất cho các con trai rồi. Nếu nó không lấy thì để bồi dưỡng. Thế nhưng khi bòn đủ 1,5 cây vàng, gọi chúng nó đến để cho như đã hứa, thì cả 3 đứa đều cầm, dù chúng rất có điều kiện. Ông buồn, một nỗi buồn sâu thẳm. Cả gần hết một đời người, ông suy nghĩ những việc ông làm cho các con có ích gì không. Khi ông ốm, chờ mổ, họ đòi hỏi người nhà ký cam kết, ông đành phải gọi con. Thằng út lên ký giấy tờ cho bố, ở với bố vài ngày. Rồi khi ông xuất viện về nhà là chẳng đứa nào ngó ngàng gì nữa cả. Thưa quý vị, có câu thu xếp giỏi thì sống được chút an nhàn, tập luyện chăm sẽ tránh được bệnh tật. Dẫu rằng con người rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, tuy nhiên còn sống trên thế gian này ngày nào thì chúng ta hãy cố gắng dành lại chút gì đó cho mình, vừa để phòng thân, cũng là một bài học cho con cháu mai sau.